Thầy chào các em. Hôm nay chúng ta đặc biệt nghiên cứu về những cái điểm tại đó hàm số của chúng ta không liên tục. Những điểm tại đó không liên tục thì chúng ta biết trong bài học trước đó là những cái điểm gọi là điểm gián đoạn của hàm số. Thế thì hôm nay thì chúng ta sẽ đặt tên cho nó, phân loại, có những để chúng ta tìm hiểu sâu hơn một chút tại những cái điểm mà hàm số gián đoạn. Trước hết thì thầy muốn nhắc lại một chút về cái định nghĩa của một hàm số liên tục tại một điểm nó như thế nào. Rồi thông qua đó chúng ta sẽ làm cái mệnh đề ngược lại để có được cái điểm gián đoạn của hàm số. Trước hết thì chúng ta thấy một hàm số của chúng ta nếu mà nó liên tục tại x0 thì theo định nghĩa của những bài học trước chúng ta biết rằng giới hạn của hàm số f tại x0 nó phải tồn tại hữu hạn. Và cái giới hạn này của chúng ta nó bằng f(x0). Như vậy thì bây giờ nếu mà hàm số không liên tục tại x0 thì chúng ta thấy nó như thế nào? Thì tại khi đó thì ta nói nó hàm số đó là gián đoạn tại x0, và cái điểm x0 này chúng ta gọi đó là cái điểm gián đoạn của hàm số. Thế thì nó có thể xảy ra những cái tình huống sau đây. Hoặc là cái giới hạn của hàm số f tại x0 của chúng ta nó ra vô cực, hoặc là nó không tồn tại. Thì khi đó hàm số của chúng ta gián đoạn tại x0. Hoặc là chúng ta có được cái giới hạn của f tại x0 nó tồn tại hữu hạn nhưng nó lại khác với giá trị của hàm số tại điểm x0. Đó thì đây là hai cái nguyên nhân chính mà chúng ta thường gặp khi mà hàm số của chúng ta gián đoạn tại điểm x0. Thế bây giờ để phân biệt cho rõ cái điểm giới hạn đó nó tên nó như thế nào thì chúng ta hãy theo dõi lại cái định nghĩa sau đây. Thế bây giờ để cho thuận lợi thì thầy có một số những cái ký hiệu như sau. Nếu ta xem x0 là điểm gián đoạn, còn số f thì thầy ký hiệu như thế này. Đó là f(x0) rồi trừ, tức là giới hạn của hàm số f tại x0 trừ, tức là tiến về bên tay trái. Còn một cách tương tự như vậy, ta ký hiệu f(x0) cộng, nó là giới hạn của hàm số f khi x tiến đến x0 cộng, tức là tiến về bên phải của tại x0. Và ở đây xin lưu ý với các em rằng f(x0) trừ và f(x0) cộng có thể là nó tồn tại hữu hạn, nó có thể là nó tồn tại vô hạn, và thậm chí là nó còn không tồn tại nữa. Và chúng ta cứ đặt một cách hình thức như thế này để chúng ta có được cái định nghĩa như sau. Thế bây giờ trước hết, nếu như f(x0) trừ và f(x0) cộng của chúng ta nó tồn tại hữu hạn, tức là nó có giới hạn và giới hạn của nó là hữu hạn. Và dĩ nhiên nó khác nhau bởi vì ngay từ tiêu điểm ban đầu, ngay từ cái phần ban đầu đó là x0 chúng ta đã biết nó là điểm gián đoạn rồi. Cho nên đương nhiên hai cái giới hạn trái và phải tại x0 tuy rằng tồn tại hữu hạn nhưng nó phải khác nhau. Thế thì khi đó ta gọi cái x0 này là điểm gián đoạn loại 1. Đã. Như vậy thì điểm gián đoạn loại 1 chúng ta nhớ luôn trong đầu là gì nào? Trước hết là giới hạn trái và phải tại x0 của chúng ta đều tồn tại hữu hạn và hai cái giá trị trái phải đó đều khác nhau. Thì lúc đó cái điểm x0 đó được gọi là điểm gián đoạn loại 1. Và kèm theo cái điểm gián đoạn loại 1 đó, chúng ta có thêm một cái khái niệm nữa. Đó là nếu mà chúng ta có, khi đó ta nói cái trị tuyệt đối của cái giá trị f(x0) cộng trừ cho f(x0) trừ, tức là trị tuyệt đối của giá trị hai cái giới hạn này trừ đi cho nhau đó. Thì khi cái trị tuyệt đối này, cái số này, chúng ta gọi đó là một cái bước nhảy của f tại x0. Bước nhảy của f tại x0. Như vậy thì cái khái niệm bước nhảy của f tại x0 nó chỉ có khi x0 của chúng ta nó là điểm gián đoạn loại 1 thôi. Thế bây giờ một tình huống nữa có thể xảy ra trong cái x khi x0 là điểm gián đoạn như sau. Đó là nếu mà f(x0) trừ hoặc là f(x0) cộng tồn tại nhưng mà nó lại là vô hạn. Tức là cái giới hạn của f(x0) trừ có khả năng là cộng hoặc trừ vô cực, hoặc f(x0) cộng có khả năng là cộng hoặc trừ vô cực. Thì khi đó cái điểm x0 đó chúng ta gọi đó là điểm gián đoạn
vô cực. Và một tình huống nữa có thể xảy ra, đó là nếu như fx0 trừ và fx0 cộng đều tồn tại hữu hạn, và không những nó tồn tại hữu hạn mà nó còn lại bằng nhau nữa, nhưng đương nhiên nó phải khác với fx0 để bảo đảm rằng x0 của chúng ta là điểm gián đoạn, thì lúc đó ta bảo rằng x0 của chúng ta là điểm gián đoạn bỏ được. Còn tại sao gọi là bỏ được, tại sao gọi là vô cực, tại sao gọi là bước nhảy, thì ngay liền bây giờ chúng ta sẽ theo dõi một ví dụ. Trước khi qua một ví dụ, thầy xin nói lại cái điều này mà vừa rồi thầy chưa nói với các em. Như vậy thì ở đây x0 là điểm gián đoạn loại 1. Như vậy thì loại 2 nó là cái gì? Thì loại 2 nó là những cái điểm gián đoạn không phải là loại 1. Thì trong cái điểm gián đoạn loại 2 đó, có những loại nó là điểm gián đoạn vô cực, có những điểm nó là cái điểm gián đoạn bỏ được. Vậy thì xin nhắc lại trước khi chúng ta quay lại ví dụ để chúng ta hiểu được những khái niệm mà cái điểm gián đoạn thầy trình bày cho các em vừa qua. Thì chúng ta nhớ lại này, nếu giới hạn phải và trái tại x0 tồn tại và khác nhau, thì lúc đó những điểm gián đoạn đó gọi là điểm gián đoạn loại 1. Và kèm theo nó, chúng ta có một cái khái niệm là bước nhảy của hàm số. Tất cả những điểm còn lại đều là điểm gián đoạn loại 2. Và chúng ta nhớ như vậy. Thế bây giờ chúng ta theo dõi một ví dụ sau đây. Thầy cho một ví dụ khá đơn giản để chúng ta hiểu cái khái niệm mà vừa rồi chúng ta vừa mới nói. Đề bài yêu cầu chúng ta phân loại các cái điểm gián đoạn của hàm số sau đây. Fx bằng trừ x nếu x bé hơn hay bằng 0, hoặc là bằng x bình phương nếu x đi trong khoảng từ 0 đến 1, và bằng x cộng 2 nếu x lớn hơn hay bằng 1. Thế bây giờ chúng ta nhận ra được điều sau đây. Mọi hàm số sơ cấp đều liên tục trên cái khoảng mà nó xác định. Do vậy khi x của chúng ta nhỏ hơn 0 thì f của chúng ta là hàm sơ cấp y bằng trừ x, cho nên nó liên tục trong cái khoảng từ trừ vô cực đến 0. Tương tự trong khoảng từ 0 đến 1 thì biểu thức f của chúng ta là x bình phương, cũng là hàm sơ cấp, cho nên nó liên tục trong khoảng từ 0 đến 1. Còn khi x lớn hơn 1 thì f của chúng ta nó mang biểu thức x cộng 2, cũng là hàm sơ cấp, cho nên nó liên tục trong khoảng từ 1 đến cộng vô cực. À, như vậy thì lúc này chúng ta muốn đi tìm điểm gián đoạn thì chúng ta chỉ cần xét tại những cái điểm biên của nó, tức là tại 0 với 1 thôi. Và cứ tìm 0 với 1 cũng chưa chắc nó là điểm gián đoạn. Và để phân loại điểm gián đoạn thì ta phải xem coi nó có gián đoạn hay không. Mà nếu nó gián đoạn thì ta quay trở lại cái định nghĩa để ta xem coi nó là loại nào. Trước hết ta xét cái trường hợp tại x0 bằng 0. Thế thì muốn xem coi có gián đoạn tại 0 hay không thì chúng ta đi tìm giới hạn trái và phải thôi. Ta đi tìm giới hạn của hàm số f tại x0 cộng, tức là bên phải. X0 cộng có nghĩa là x lớn hơn 0 và tiến về số 0. Khi x lớn hơn 0 thì f của chúng ta mang biểu thức là x bình phương, không phải là dạng vô định. Các em thay x bằng 0 vào x bình phương, rõ ràng giới hạn của chúng ta bằng 0 ngay. Thế rồi chúng ta đi tìm tiếp giới hạn của hàm số f khi x tiến về x về số 0 trừ, tức là nhỏ hơn 0 và tiến về 0. Mà khi nhỏ hơn 0 thì fx của chúng ta bằng trừ x. Ta thay x bằng 0 vào trừ x thì nó cũng bằng 0. Thế thì giới hạn trái và phải đều bằng 0 cả. Do đó mà hàm số f của chúng ta liên tục tại x0 bằng 0. Và lúc này thì x0 không phải là điểm gián đoạn nữa. Rồi vậy thì bây giờ ta xem tiếp. Còn tại điểm nào nữa? Số 0 rồi, bây giờ còn lại số 1. Như vậy ta xét tiếp tại x0 bằng 1. Cũng thế, thầy đi tìm lim của fx khi x dần đến 1 cộng, tức là dần đến bên phải của số 1. Nghĩa là x phải lớn hơn 1 thì lúc đó biểu thức của chúng ta là x cộng 2. Chúng ta thay x bằng 1 vào x cộng 2, chúng ta được bằng 3. Chúng ta đi tìm tiếp lim của fx khi x dần đến 1 trừ. 1 trừ tức là nhỏ hơn 1, tức là mang biểu thức x bình phương. Ta thay 1 vào x bình phương, các em ra được là bằng 1.
thì rõ ràng 3 và 1 là khác nhau. Giới hạn trái và phải của hàm số f tại x0 bằng 1 là khác nhau, cho nên hàm số của chúng ta gián đoạn tại x0 bằng 1. Và khi đó x0 bằng 1 này gọi là điểm gián đoạn của hàm số. Vậy thì bây giờ ta quan sát thử. Giới hạn trái của chúng ta tồn tại hữu hạn bằng 1. Giới hạn phải của chúng ta cũng tồn tại hữu hạn bằng 3. Và trái phải khác nhau. Do vậy x0 bằng 1 này, theo định nghĩa vừa rồi chúng ta vừa mới bàn với nhau, thì đó là điểm giới hạn gián đoạn loại 1. Điểm gián đoạn loại 1. Và sẵn đây thì chúng ta tìm luôn cái bước nhảy của nó xem coi nó bằng bao nhiêu. Thì vì cái bước nhảy của nó ta ký hiệu là lambda, nó là trị tuyệt đối của hai giá trị giới hạn trái và phải tại 1, đó là 3. Ta trừ đi cho 1 thì nó bằng 2. Và số 2 này nó gọi là cái bước nhảy của hàm số tại điểm x0 bằng 1. Thế bây giờ để hiểu rõ hơn một chút về cái ví dụ này, về những khái niệm giới hạn trái, giới hạn phải, bây giờ thầy vẽ cho xem cái đồ thị ứng với cái ví dụ 1 để chúng ta thấy nhé. Vừa rồi chúng ta biết rằng cái hàm của chúng ta nó liên tục tại x0 bằng 0. Còn đối với x0 bằng 1 thì nó là điểm gián đoạn loại 1. Vậy thì bây giờ thầy vẽ cho thấy. Cái hàm y bằng trừ x thì khi vẽ ra thì chúng ta biết rằng nó chính là đường phân giác của góc phần tư thứ hai. Thầy vẽ nhanh ra thôi. Nhưng mà y bằng trừ x thì nó chỉ xảy ra khi x của chúng ta nhỏ hơn hay bằng 0. Như vậy chúng ta chỉ giữ lại cái phần đường thẳng nhỏ hơn hay bằng 0 và bỏ đi cái phần x dương. Thầy bỏ đi cái phần x dương, tức là bỏ đi cái phần này. Thế rồi chúng ta vẽ tiếp cái parabol y bằng x bình phương thì ta biết rằng x bình phương thì đỉnh của parabol này nằm ở góc tọa độ rồi. Bây giờ muốn vẽ thêm nữa thì ta chọn lấy một điểm đặc biệt nào đó. Ví dụ thầy chọn x bằng 1. Thì ta thay vào đây ta có được 1, như vậy thì nó đi qua cái điểm có tọa độ là 1, 1. Đây, thầy vẽ nhanh chóng. Như vậy parabol của chúng ta đi ngang qua hai điểm này và đỉnh là O thì ta vẽ nhanh thôi. Đây là cái parabol y bằng x bình phương. Nhưng mà cái parabol y bằng x bình phương này chúng ta chỉ, nó chỉ xảy ra khi x của chúng ta đi trong khoảng từ 0 đến 1. Tức là chúng ta chỉ giữ lại cái parabol trong khoảng từ 0 đến 1 thôi. Như vậy thì bên ngoài cái khoảng từ 0 đến 1 thầy bỏ đi, thầy bôi cái này đi, thầy bôi cái này đi, thầy xóa nó đi. Nên như vậy để có đây là cái parabol mà chúng ta giữ lại trong cái khoảng từ 0 đến 1. Tiếp đó chúng ta vẽ tiếp cái đường thẳng x bằng cộng 2 trong cái điều kiện x lớn hơn hay bằng 1. Thầy vẽ một cách thoải mái, thầy bôi đi sau nhé. Với x bằng 1 thì ta có được y bằng 3, 1 cộng 2 là 3, ta vẽ nhanh chóng đây, đi qua điểm này. Thế rồi với x bằng 2 thì ta thay vào được 4, tức là đi qua điểm có tọa độ là 2, 4. Ta nối hai cái điểm này lại với nhau thì ta tạo được một cái đường thẳng có phương trình y bằng x cộng 2. Nhưng mà cái đường thẳng y bằng x cộng 2 này nó chỉ xảy ra khi x lớn hơn hay bằng 1. Tức là với x lớn bằng 1, ta giữ lại cái đoạn x lớn hơn hay bằng 1, cái phần x lớn hơn bằng 1. Ta bỏ đi cái phần x bé hơn 1, thầy bỏ đi. Và đây là cái hình ảnh đồ thị của hàm số f của chúng ta vẽ trên trục số Oxy. Thế bây giờ chúng ta thấy, vừa rồi chúng ta làm bằng công cụ tính toán thì chúng ta thấy rằng ngay tại số 0 này đây các em, số 0. Thế thì hàm số của chúng ta liên tục. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng ngay tại x bằng 0 thì quả thực rằng đồ thị của chúng ta nó là đường liền nét chứ nó không bị đứt ở đâu cả. Ngay tại số 0 nó cũng không bị đứt quãng. Cho nên ngay tại số 0 này của chúng ta là nó liên tục tại x0 bằng 0. Okay. Vừa nhập bài học trước thầy có nói với các em đó. Cái hàm số liên tục thì cái đồ thị của nó khi mà chúng ta diễn tả ra thì nó phải là một đường liền nét. Nó không bị đứt quãng ở đâu hết. Khi nó đứt quãng ở chỗ nào thì tại đó là nó không liên tục. Tại đó nó gián đoạn. Cho nên bây giờ chúng ta thấy ngay tại x bằng 0, rõ ràng là đồ thị của chúng ta nó không gián đoạn. Do vậy mà nó liên tục tại x0 bằng 0. Thế còn tại x0 bằng 1, đây các em cảm thấy nó đứt một cái quãng khá xa. Nó đứt quãng
và nó đứt một cái quãng bằng cái độ dài của cái đoạn AB này. Và khi đó thì cái độ dài của cái đoạn AB này này các em, người ta gọi đó là cái bước nhảy của hàm số f tại điểm x0 bằng 1. Và cái chiều dài của cái đoạn AB này nó dài bao nhiêu thì ta biết rằng là cái bước nhảy của hàm số nó bằng bấy nhiêu. Chúng ta quan sát qua hình thì chúng ta thấy đoạn AB không khó tính, bằng 3 trừ 1 nó bằng 2. Như vậy thì cái ý nghĩa hình học của cái bước nhảy hàm số, tức là cái mức độ chênh lệch tại cái điểm gián đoạn, tại cái điểm gãy, tại cái điểm nó không liền của cái đồ thị của hàm số. Các em để ý thấy như vậy nhé. Thế bây giờ ta xem tiếp một cái ví dụ số 2, để qua đó chúng ta lại xem lại một lần nữa về cái ý nghĩa của những cái khái niệm chẳng hạn như là điểm gián đoạn vô cực này, điểm gián đoạn bỏ được này, điểm gián đoạn loại 2 vân vân, thông qua một số những hình ảnh đồ thị để qua đó chúng ta nắm vững cái khái niệm đó. Chúng ta xem tiếp ví dụ số 2, thầy cho khá đơn giản. Đề bài yêu cầu phân loại các điểm giới hạn của hàm số sau đây. Hàm số cho bởi hai biểu thức x bình phương trừ 1 chia x trừ 1 khi x khác 1 và bằng 3 khi x của chúng ta bằng 1. Thế thì ở đây thì chúng ta tìm trực tiếp cái giới hạn của hàm số f tại x0 bằng 1. Bởi vì khi x0 khác 1 thì rõ ràng là cái hàm của chúng ta là hàm sơ cấp, cho nên nó liên tục rồi. Cho nên ta chỉ cần lưu tâm đến tại x0 bằng 1 thôi và đi tìm trực tiếp cái giới hạn của nó. Và khi x tiến đến 1 thì đương nhiên x khác 1. X khác 1, do vậy mà cái giới hạn của hàm số f tại x bằng 1 nó mang cái biểu thức ở trên là x bình phương trừ 1 chia x trừ 1. Và để tính giới hạn này quá dễ. Chúng ta phân tích cái tử số của chúng ta thành hàng đẳng thức. Đó là x trừ 1 nhân x cộng 1 rồi chia cho mẫu số viết lại là x trừ 1. Chúng ta đơn giản được cho cái nguyên nhân gây ra dạng vô định, đó là x trừ 1. Và còn lại là x cộng 1, thì khi x dần đến 1 thì ta có ngay bằng 2. Mà số 2 thì ta thấy rằng rõ ràng nó khác với F1, bởi vì F1 giả thiết cho bằng 3. Do vậy nó khác với lại F1. Do thế mà nó không liên tục tại x0 bằng 1. Mà nó không liên tục tại x0 bằng 1 tức là nó gián đoạn. Nó gián đoạn tại x0 bằng 1. Như vậy thì với cái điểm gián đoạn x0 bằng 1 này, nó là điểm gián đoạn loại 2. Nhé. Và nó không phải loại 2 đâu, mà nó có tên gọi nó là điểm gián đoạn loại bỏ được. Bỏ được tức là sao vậy? Tức là bởi vì điểm gián đoạn loại 1 tức là giới hạn trái, giới hạn phải, tồn tại hữu hạn và khác nhau thì nó mới gọi là loại 1. Còn đây thì ta thấy rằng x dần đến 1 tức là cộng trừ gì nó cũng đều bằng 2 cả. Cho nên nó là gián đoạn loại 2, mà loại 2 này là loại 2 bỏ được. Bỏ được tại vì sao vậy? Giới hạn trái và phải đều bằng nhau, đều bằng 2 và khác với F1, cho nên nó gọi là điểm gián đoạn bỏ được. Thế bây giờ qua cái đồ thị thì các em sẽ thấy rõ hơn tại sao chúng ta lại gọi đó là điểm gián đoạn bỏ được. Như sau nhé. Thế thì thầy viết lại cái biểu thức F cho nó rõ để chúng ta vẽ đồ thị cho nó nhanh. Thế thì x bình phương trừ 1 chia x trừ 1 thì ta đơn giản bớt cho x trừ 1 đi. Thì do x khác 1 cho nên có quyền đơn giản được cho x trừ 1. Và đây chúng ta còn lại là x cộng 1 khi x khác 1 và bằng 3 nếu x bằng 1. Thầy vẽ cho xem tí. Vậy thì x cộng 1 thì ta, nó là một cái đường thẳng, ta muốn vẽ thì ta chỉ cần chọn ra hai điểm thôi. Thầy chọn ra x bằng 1 thì y bằng 2. Như vậy thì đường thẳng này của chúng ta đi qua điểm có tọa độ là 1, 2. 1 và 2. Với x bằng 0 thì y của chúng ta bằng 1. Chỗ này các em. Như vậy đi qua hai điểm này. Và lưu ý rằng x khác 1 tức là nó không đi qua cái điểm mang tọa độ 1, 2 đâu, mà nó chỉ tiến tới cái điểm có tọa độ 1, 2. Thầy vẽ hai chiều và nó không có gặp nhau tại cái điểm 1, 2. Còn khi x bằng 1 thì y bằng 3 thì nó nằm ở cái điểm này. Nó bị
ngay ngay tại đây nó bị đứt quãng, nó bị đứt một cái quãng, nó bị đứt một, tại một cái điểm nhỏ xíu thôi, đứt ngay tại đây các em, đứt ngay tại cái điểm này. Và nếu như mà bây giờ nếu mà thầy đẩy đến cái khái niệm là bước nhảy, cứ tưởng tượng nó có cái bước nhảy đi, thì rõ ràng cái bước nhảy của hàm số tại cái điểm này này nó đều bằng trái hạn trái và phải đều bằng hai cả thì trừ đi, cho nên là cái bước nhảy tại cái x0 bằng 1 của nó phải bằng 0. Cho nên là cái điểm gián đoạn này chúng ta gọi đó là cái điểm gián đoạn bỏ được, cái điểm gián đoạn tại x0 bằng 1. Bỏ được tức làm sao vậy? Các em cứ tưởng tượng trong đầu như thế này. Cái đồ thị của chúng ta nó chỉ gãy tại cái một điểm, tức là nó bị lủng mất có một điểm. Mà cái khoảng cách của một điểm đó thì nó là cực nhỏ. Cho nên xí xóa chúng ta có thể bỏ được cái điểm đó. Và cứ tưởng tượng gần như thể là nó liền với nhau tại cái điểm đó. Do thế mà người ta đẩy đến một cái khái niệm, nó gọi là cái khái niệm giới gián đoạn bỏ được là như vậy đấy. Thế bây giờ lại còn một cái khái niệm nữa, đó là cái điểm gián đoạn vô cực. Thì cái hình ảnh của nó như thế nào? Thì chúng ta hình dung ra được rằng là nếu mà cái điểm gián đoạn vô cực, tức là cái bước nhảy của nó rất lớn, nó ra đến vô cực luôn, cho nên cái điểm gián đoạn đó là vô cực. Còn nếu mà cái điểm gián đoạn của mình, cái bước nhảy của nó mà nó cực nhỏ, nó nhỏ đến mức độ nó bằng không luôn đó. Tức là có cảm giác rằng là cái đồ thị của nó liền luôn được tại cái điểm gián đoạn đó, thì cái điểm gián đoạn đó người ta gọi nó là cái điểm gián đoạn bỏ được. Thế bây giờ ta xem tiếp ví dụ số 3 chút. Cũng mang một cái tựa đề là phân loại các cái điểm gián đoạn của cái hàm số được cho bởi biểu thức 1 trên x nếu x lớn hơn 0 và bằng x nếu x bé hơn hay bằng 0. Thế bây giờ khi x lớn hơn 0 thì ta thấy rằng là hàm số của chúng ta là hàm số sơ cấp cho nên nó liên tục. Còn x bé hơn 0 thì nó là x thì nó cũng là liên tục. Cho nên ta chỉ quan tâm đến tại x0 bằng 0. Và lúc này thì ta đi tìm lim của f khi x dần đến 0 cộng. Tức là x tiến đến 0 và dương cho nên 1. 0 cộng thì ta lấy biểu thức ở trên. Và x này dương cho nên là 1 chia x đương nhiên tiến về cộng vô cực. Đúng không nào? Mà ta biết rằng giới hạn phải hoặc giới hạn trái của tại một điểm x0 mà nó ra vô cực thôi, thì đủ để kết luận được rằng cái điểm gián đoạn đó của chúng ta là điểm gián đoạn vô cực. Ít nhất là ta kết luận được rằng nó không liên tục tại không trước cái đã. Bởi giới hạn của chúng ta nó ra vô cực, nó không hữu hạn. Và không những thế, số 0 này của chúng ta còn gọi là điểm gián đoạn vô cực. Đó. Thế bây giờ như vậy thì cái hình ảnh của nó như thế nào? Chúng ta quan sát một chút. Y bằng x là đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và chỉ giữ lại ở cái phần x bé hơn hay bằng 0. Đây x nhỏ hơn 0. Thầy vẽ một cái đường thẳng và chỉ giữ lại ở cái phần bé hơn 0. Còn với x dương thì nó là hàm 1 trên x. 1 trên x chúng ta biết nó là một cái hyperbol vuông góc. Có hai đường tiệm cận là trục hoành và trục tung. Hoành và tung là đứng ngang. Hai đường tiệm cận nhé. Và nó nằm ở cái góc phần tư thứ nhất. Đây. Đây là cái hyperbol. Bởi vì x dương cho nên nó không lấy ở dưới. Và xin lưu ý các em, nó còn đi nữa chứ nó không dừng lại ở đây. Thầy vẽ một cái mũi tên để chúng ta hình dung rằng đồ thị của chúng ta còn đi lên nữa. Như vậy thì cái x0 bằng 0 này nè các em, ngay tại số 0 này này, thì chúng ta thấy là cái khoảng cách mà để nó gián đoạn, cái biên độ của nó cực lớn. Đây, rất lớn, nó còn đi nữa. Tức là cái khoảng cách này nó còn dài ra nữa. Và nếu mà chúng ta lạm dụng cái bước nhảy của hàm số f một chút về cái ngôn từ, thì ta bảo rằng vậy thì cái bước nhảy của nó là tới vô cực. Cho nên là chúng ta thấy, cho nên cái x0 bằng 0 này nè, người ta mới gọi đó là cái điểm gián đoạn vô cực là như thế. Là có nghĩa là cái bước nhảy của nó rất lớn,
nó vọt ra vô cực luôn. À, như vậy thì qua ba cái ví dụ này, thầy tổng kết một chút cho các em hình dung ra được một tí. Khi mà giới hạn trái và phải của chúng ta tồn tại hữu hạn và khác nhau thì đó là cái điểm gián đoạn loại một, và nó đẩy đến một cái khái niệm là cái bước nhảy, tức là cái khoảng cách mà hai cái đồ thị nó rời nhau tại cái điểm nó gián đoạn. Còn nếu mà cái khoảng cách, cái bước nhảy của nó bằng không, tức là nó ép lại và nó chỉ lủng tại có một điểm và nó gần như liền với nhau tại cái điểm đó, gần như thôi, thì ta có thể suy xóa bỏ đi cái điểm đó và ta gọi đó là điểm gián đoạn, bỏ được. Còn nếu mà cái bước nhảy của hàm số của chúng ta mà nó ra vô cực thì cái x0 đó được gọi là điểm gián đoạn vô cực. Thế bây giờ chúng ta lại xem tiếp ví dụ thứ tư nữa. Thầy đề nghị phân loại các cái điểm gián đoạn của cái hàm số f được cho bởi x chia cho sin x. Thế thì chúng ta thấy đây cũng là cái hàm số sơ cấp, cho nên nó xác định nó liên tục với mọi x thuộc vào cái tập xác định của nó. Mà sin x của chúng ta khác không thì ta biết rằng x của chúng ta nó khác k bi. Do vậy cái hàm f của chúng ta nó liên tục với mọi x khác k bi. Thế cho nên bây giờ chúng ta chỉ cần đi xét tại những cái điểm x bằng k bi xem thử khi nào thì nó gián đoạn, khi nào thì nó liên tục, bằng cách sau đây. Trước hết, chúng ta xét cái với giá trị x0 bằng 0, tức là ứng với k bằng 0. Thì lúc này ta có được lim khi x dần đến 0, tức là dần đến bên trái của số 0, nghĩa là dần đến bên phải của số 0 đấy. Thì có nghĩa là nó sẽ là x chia cho sin x. Mà ta biết rằng cái giới hạn này nó bằng 1, nó là hữu hạn. À, như vậy thì chúng ta thấy một điều như thế này. Hồi nãy thầy có nói rồi, x dần đến 0 có nghĩa là x tiến đến bên trái của số 0 và tiến về bên phải của số 0, và nó đều bằng 1 cả. Dĩ nhiên nó không liên tục, bởi vì cái hàm này của chúng ta là nó không xác định tại x0 bằng 0, cho nên đương nhiên nó không liên tục rồi. Vậy thì khi đó cái giới hạn trái và phải tồn tại và bằng nhau, cho nên cái x0 bằng 0 này nó gọi là điểm gián đoạn bỏ được, như vừa rồi chúng ta vừa mới phân tích. Vậy thì bây giờ còn lại những điểm khác ngoài số 0 thì như thế nào? Ta xét tại x0 bằng k bi, dĩ nhiên k khác 0, bởi vì k bằng 0 chúng ta đã xét ở trên rồi. Thế thì chúng ta đi tìm lim khi x dần đến k bi của thầy, xét cái trị tuyệt đối cho nó dễ, của x chia cho sin x. Thế thì khi x dần đến k bi thì trên tử của chúng ta nó sẽ tiến về k bi, nó tiến về một hằng số. Còn dưới mẫu của chúng ta thì nó dần đến 0, nhưng mà do mang trị tuyệt đối cho nên chắc chắn nó sẽ dần đến 0 cộng. Một cái hằng số mà chia cho một cái số 0 cộng thì đương nhiên là nó sẽ tiến ra đến cộng vô cực. À, như vậy thì lúc này tại cái điểm x0 bằng k bi này của chúng ta thì cái giới hạn của nó ra vô cực. Do đó mà cái x0 bằng k bi này được gọi là điểm gián đoạn vô cực. Đây là cái cách thức phân loại cái điểm gián đoạn của hàm số là như thế. À, như vậy thì để phân loại như dễ thôi, để chúng ta thấy chúng ta đi tìm lim tại cái điểm x0 đó. Nếu mà nó ra vô cực thì kết luận ngay đó là điểm gián đoạn vô cực. Còn ta đi tìm lim khi x dần đến x0 mà nó ra một số hữu hạn, dĩ nhiên cái số hữu hạn đó khác với f(x0), thì cái x0 đó được gọi là điểm gián đoạn bỏ được. Còn nếu mà giới hạn trái và phải tại x0 hữu hạn nhưng khác nhau thì x0 đó được gọi là giới hạn điểm gián đoạn loại 1. Chúng ta thấy có, nó cũng không khó để xét cái phân loại điểm gián đoạn. Chúng ta xem tiếp ví dụ thứ 5.
cũng mang một cái ý nghĩa là phân loại điểm gián đoạn của hàm số fx bằng cos bình phương của 1 chia x. Thế thì cái khi x khác không thì ta thấy đây là hàm số sơ cấp cho nên liên tục. Do vậy chúng ta chỉ cần quan tâm tới x0 bằng 0 thôi. Thế thì cái hàm này thì thật sự ra chúng ta cũng khá quen đối với cái bài học trước mà thầy đã trình bày trong vấn đề giới hạn của hàm số. Chúng ta cũng biết rằng đây là cái hàm số không không có giới hạn tại x0 bằng 0. Bằng cách sau đây, chúng ta chỉ ra hai cái dãy số khác nhau. Ví dụ thầy cho dãy số AN này bằng 1 chia cho dãy số này, làm sao nó phải tiến về số 0. Tức là thầy cho nó là bi trên 2 cộng 2nb, thì rõ ràng khi n là dần ra cộng vô cực thì cái AN là của chúng ta tiến về 0 ngay, bởi vì mẫu nó tiến ra vô cực, 1 chia vô cực bằng 0. Ta sẽ đi chọn một cái dãy số BN khác cũng tiến về 0. Khác có nghĩa là khác khác với dãy số AN. Ví dụ thầy chọn nó là 1 chia cho 2NB chẳng hạn vậy. Và rõ ràng cũng tiến về 0 khi N là dần ra vô cực. Thế bây giờ ta đi tính thử cái F của AN là xem nào. Bằng 1 trên X, tức là ta nghịch đảo nó lên, tức là cos bình phương nghịch đảo lên được là B trên 2 cộng 2NB. Cos có chu kỳ là 2NB, bỏ đi, còn lại cos B trên 2 bằng 1. Xin lỗi thầy nhầm, cos bi trên 2 bằng 0. Ta bình phương số 0 nó lên thì đương nhiên cũng bằng 0. Do vậy mà lim của FAN khi n là dần đến cộng vô cực cũng bằng 0. Ta đi tìm giới hạn của FAN là phải FBN này. Và tương tự như vậy chúng ta đi tính F của BN, nó là cos bình phương nghịch đảo của cái 1 chia BN, thì nó còn lại đây là 2NB. Mà cos của 2NB thì ta biết nó bằng mấy nhỉ? Nó bằng 1. Ta bình phương lên thì nó cũng bằng 1. Do thế mà lim của FBN khi N là dần đến cộng vô cực cũng bằng 1. Thế thì ta thấy rằng hai dãy số AN và BN đều tiến về 0. Nhưng giới hạn của FAN và FBN nó không bằng nhau. Một chỗ thì bằng 0, một chỗ thì bằng 1. Do vậy mà ta kết luận được trong cái trương giới hạn là lim của fx khi x dần đến 0 là không tồn tại. Mà không tồn tại như thế thì cái x0 bằng 0 này của chúng ta nó được gọi là điểm gián đoạn loại 2. Cái khái niệm của điểm gián đoạn loại 2 là như vậy. Như vậy thì lại mấy lại cái ví dụ này thì chúng ta thấy chúng ta lại làm quen với một cái kiểu là gián đoạn loại 2. Tức là nó không phải là điểm gián đoạn loại 1 thì nó gọi là điểm gián đoạn loại 2. Rồi trong cái điểm gián đoạn loại 2 đó nó lại còn phát sinh ra nhiều cái kiểu gọi, chẳng hạn điểm gián đoạn bỏ được, điểm gián đoạn vô cực, vân vân. Còn ở đây thì giới hạn của chúng ta nó không tồn tại thì nó cũng là điểm gián đoạn loại 2, và nó cũng chả có tên là gì cả, nó gọi là gián đoạn loại 2 thôi. Chúng ta xem tiếp ví dụ số 6. Phân loại các điểm gián đoạn của hàm số fx bằng arc tang của 1 chia x. Thế bây giờ thì chúng ta lại thấy tiếp hàm số lượng giác ngược cũng là hàm số sơ cấp. Mà hàm số sơ cấp thì là hàm số được xác định tại mọi tại hàm số mà nó liên tục trên mọi khoảng mà nó xác định. Do vậy mà ta thấy rằng x khác không thì hàm số của chúng ta xác định, do vậy mà hàm số y bằng arc tang của 1 trên x liên tục với mọi x khác không. Như thế chúng ta chỉ còn quan tâm đến cái x0 bằng 0 thôi. Vậy thì ta lại tiếp tục đi tìm cái giới hạn trái và phải tại x0 bằng 0. Như vậy thì trước hết tại x0 bằng 0 thì ta lại chia ra này. Ta cho x tiến đến x0 cộng. Và ta coi coi nè. Khi x tiến đến x0 cộng, tức là x là số dương. Mà khi x dương thì 1 chia x
mà x dần về 0 thì đương nhiên nó sẽ tiến đến cộng vô cực. Mà khi 1 trên x dần đến cộng vô cực thì chúng ta cứ tưởng tượng ở trên cái đường tròn lượng giác, cái trục tang của chúng ta, khi x tiến đến cộng vô cực thì rõ ràng là arc tang của chúng ta nó sẽ tiến đến bao nhiêu? Pi trên 2. Đúng không nào? Thế rồi một cách tương tự, chúng ta đi tìm giới hạn của hàm số f khi x tiến đến 0 trừ. 0 trừ có nghĩa là x bé hơn hẳn 0 và tiến về 0. Như vậy thì 1 trên x của chúng ta lúc này dễ dàng nhận ra được nó tiến về trừ vô cực. Mà 1 trên x tiến về trừ vô cực thì cũng tưởng tượng ra trên cái đường tròn lượng giác, cái hàm ngược của cái hàm tang đó nó phải bằng bao nhiêu? Trừ pi trên 2. Và rõ ràng thì ta thấy giới hạn trái và giới hạn phải tại x0 đều tồn tại hữu hạn pi trên 2 rồi trừ pi trên 2, và nó khác nhau, cho nên chắc chắn nó không liên tục tại x0 bằng 0, nó gián đoạn tại x0 bằng 0, mà nó tồn tại hữu hạn nữa, cho nên cái x0 bằng 0 đó nó là điểm gián đoạn loại 1. Mà nó là điểm gián đoạn loại 1 thì thường là chúng ta có thêm một cái khái niệm nữa là bước nhảy của hàm số. Và ta đặt nó là lambda, nó là trị tuyệt đối của giới hạn trái phải trừ nhau. Nó là pi trên 2 trừ cho trừ pi trên 2, tức là cộng pi trên 2. Pi trên 2 cộng pi trên 2 nó ra là pi. Và cái pi này của chúng ta nó gọi là cái bước nhảy của cái hàm số f tại điểm x0 bằng 0. Chúng ta thấy cái khái niệm ví dụ số 6 thầy cũng trình bày xong. Nó như vậy thì các em dễ muốn phân loại thì chúng ta cứ tìm trực tiếp tại những cái điểm mà làm cho hàm số không xác định, tìm trực tiếp cái giới hạn đó. Để từ qua đó chúng ta đọc được tên cái điểm gián đoạn đó là gì. Bây giờ chúng ta xem tiếp một ví dụ nữa, thầy cho nó là ví dụ số 7. Thầy quay trở lại cái hàm mà vừa rồi thầy cho cái sin x xuống và thầy cho cái x trên. Thế thì cái hàm sin x trên x thì rõ ràng nó xác định với mọi x khác không. Do nên là cái hàm f của chúng ta nó là cái hàm liên tục tại mọi điểm x khác không. Cho nên chúng ta chỉ cần quan tâm đến x0 bằng 0 thôi. Do vậy mà chúng ta lại biết quá rõ là lim của x khi x đến 0 của sin x chia cho x thì nó bằng 1. 1 là số hữu hạn. Cho nên chúng ta có ngay được là cái x0 bằng 0 của chúng ta là điểm gián đoạn bỏ được. Thấy không? Bây giờ chẳng hạn như thầy cho thêm một cái nữa, thầy nói thật nhanh cho thấy nè. Lim khi x dần đến vô cực thì chúng ta thấy nó bằng cộng vô cực số 1, để thầy cho vui thôi. Cho nên là cái x0 bằng 0 này nó là điểm gián đoạn vô cực. Và nếu ta vẽ ra thì ta thấy rằng đây nó gồm có hai nhánh, và cái nhánh này nó còn đi xuống nữa, cái nhánh này còn đi lên nữa, thì cái điểm gián đoạn này nó cái bước nhảy của nó rất lớn. Cho nên cái x0 này đương nhiên nó gọi là điểm gián đoạn vô cực. Thôi thì bây giờ thì ví dụ số 8 thầy cũng xong. Ví dụ 7 và 8 thì thật sự ra thì thầy cho để mà thầy muốn nhắc lại cho nghe trước khi mà thầy muốn kết thúc cái bài giảng ngày hôm nay. Vậy thì bài giảng ngày hôm nay chúng ta quan tâm đến đặc biệt cái điểm gián đoạn, và người ta gọi đặt tên cho các cái điểm gián đoạn đó. Trước hết là ta đi xem thử coi như cái điểm nào làm cho hàm số không xác định. Ví dụ là x0. Ta đi tìm lim của f tại x0 đó. Thông qua cái giới hạn đó để chúng ta đọc tên được cái điểm gián đoạn tại cái điểm x0 đó là gì. Thế bây giờ thì thầy thân ái chào các em. Thầy hẹn gặp lại các em trong bữa học.